cô muốn đổi? Con muốn là ngày nào bữa cơm cũng có một thành viên trong gia đình như vậy. Suốt ngày đi về ba mẹ cứ lúc nào cũng cầm điện thoại. Đúng là nó dễ thực hiện lắm á, mà sao mình vẫn để con phải ước mơ. Nhiều lúc con ăn cơm một mình con tủi thân á. Mong muốn đơn giản của con liệu có được thấu hiểu? Mình không thể từ chối khách hàng những cuộc hẹn được. Điều con muốn nói với câu chuyện đầy cảm xúc của bé Bảo Ngọc được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ 6 ngày 2 tháng 8 năm 2024 trên kênh VTV9.